Một người là vị vua đạt được nhiều danh hiệu quả bóng vàng nhất trong lịch sử giới túc cầu, một người là chàng thủ môn ít tên tuổi của đội tuyển Iceland. Nếu như một người đứng trên chấm đá phạt 11m, một người đứng trên vạch cầu môn, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng trên vạch luân lưu ngay giờ này đây? Những ai đã xem qua trận đấu Argentina đối đầu Iceland vòng bảng World Cup năm 2018 tại Nga chắc hẳn sẽ không thể tin nổi với đáp án chính xác của câu hỏi này. Phút thi đấu thứ 62, Messi tung ra một đường chọc khe bồng vượt tuyến. Benzema khi đang bứt tốc vượt lên thì bị một cầu thủ Iceland đẩy ngã ngay trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Argentina được hưởng một quả penalty. Messi với chiếc băng đội trưởng bên cánh tay là người thực hiện pha đá phạt. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới đó chính là Messi lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Chất lượng của pha đá phạt này là không tốt chút nào. Đưa bóng đi đúng vào vị trí mà mọi thủ môn đều cảm thấy dễ dàng để cản phá, thủ môn Henderson cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, ngăn chặn trái bóng tham vọng bóp nghẹt cơ hội vươn lên dẫn trước của đội tuyển Argentina. Những phút sau đó của trận đấu, công tác phòng ngự của Iceland càng thêm chặt chẽ hơn. Những pha công phá liên tiếp từ đá phạt cố định và sút xa của Argentina đều không có cách nào để xuyên thủng hàng thủ Iceland. Cho tới tận phút thi đấu thứ 92 của trận đấu, Messi như thường lệ tạt sung hữu đột đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Iceland trong vòng cấm. Sau cùng cú sút bằng chân phải lại đưa bóng đi quá cao và đây cũng chính là hình ảnh thu nhỏ đại diện cho sự bế tắc của đội Argentina trong cả hiệp đầu thứ hai. Trận đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết, đối với fan hâm mộ của đại bàng Pampas mà nói, đây rõ ràng là một kết quả không thể chấp nhận.